Thân ái mến chào quý cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nha. Xin chào anh Lợi ơi. Rồi mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang kênh Bonsai Lợi Nguyên. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho bà con một số món đồ gốm Nhật nha bà con. Giao lưu qua số điện thoại 0772 8772 78 nha. Em cũng xin cảm ơn thời gian vừa rồi bà con đã ủng hộ nha. Đầu tiên cho xin giới thiệu là mã số 1 dây. Em có 5 cái chén nha bà con, rất là đẹp luôn nha. Hàng này là hàng của Nhật nha. Đây. Một cái đường kính như thế này là khoảng 13 cm thôi nha. Chiều cao thì nó khoảng tầm từ 5 cm. Rất là đẹp, chén hình xoắn nha bà con. Hàng này là làm tích liền lạc hết luôn nha. Đây bà con mình xem một chân đế giùm em nha. Liền lạc tích hết. Bộ này thì có 5 cái. Đây, hàng này là độc lạ nha bà con. Con mình sưu tầm mấy hàng này về là nó không có đụng hàng với ai hết nha. Bộ này thì em giao lưu bà con có giá là, đây mã số 1 dê có giá là 400 ngàn nha bà con, gồm 5 cái nha, 5 cái chén. Đến với mã số 2 dê. 2 dê này là một bộ dĩa nha, gồm có 5 cái luôn nha bà con. Đây. 5 cái này thì nó cũng không có giống cái nào hết, để em đo cái đầu tiên cho bà con mình. Đầu tiên này là 15, đường kính 15. Cái tích rất là đẹp đây nha bà con mình xem kỹ giùm em. Đây. Này một phía sau đây. Hàng này cũng có Nhật luôn nha bà con, rất là nhẹ, dĩa rất là nhẹ. Đây. Hàng số 2. Đây hàng sưu tầm nha. Quay ngược lại. Hàng làm tích liền lạc hết nha bà con. Còn đây là mã số 3. Đây cái tích mã số 3 này bà con, rất là đẹp. Toki. Một Toki nha. Đây tất cả đều hàng làm tích liền lạc hết. Đây. Thằng này thì nó không có mà giống nào cho nhưng hàng sưu tầm mình đọc lại như thế đó bà con. Rồi bộ của 5 cái này giao luôn bà con có giá là 500 ngàn nha bà con, 500 ngàn đồng cho mã số 2 dê nha. Tiếp theo là đến với mã số 3 dê. Em có bộ 3. Đây bộ 3 cái nha bà con. Đây 3 dê, một cái đầu tiên là một cái thố nha. Rồi đường kính thố này là 11. Hàng này cũng là của Nhật luôn nha bà con. Con mình xem mặt chân đế này rất là đẹp, hoa văn rất là hay nha bà con. Đây cái này thì người ta làm chạm nổi luôn đây, rất là đẹp nha, chạm nổi trong sông lồng luôn nha bà con. Mặt phía sau đây. Còn cái dĩa lớn này thì khoảng là cái dĩa lớn là 10 gần 10 hơn 16 nha, gần 17 phân, tính 16 luôn cho bà con mình luôn, làm tích liền lạc hết nha bà con. Ba cái này giao lưu bà con giá 250.000 đồng nha. Mặt hàng bên em bán là bao đã báo bao gồm phí ship rồi nha bà con, là bao bà con mình về mình kiểm tra hàng luôn nha. Đến với mã số 4. Đây mã số 4 là 246 cái nha. Số 4 dê cũng là hàng của Nhật luôn. Cái đường kính này là 11. Đây, anh chắc xung quanh đó. Giống như là một cái chén nha bà con. Quay từ cái cho bà con mình xem nha. Đều làm tích liền lạc hết. Mỗi cái nó đều có cái nét đẹp khác nhau hết nha bà con, không có thằng nào giống não dân nha. À, đặc biệt mình sưu tầm như thế là nó mới độc đáo nha bà con. Đây làm tích liền lạc hết bà con mình yên tâm. Này là cái chén chất cà rốt, hàng của Nhật nha bà con, bao cho bà con mình hàng của Nhật tất cả, rất là đẹp nha. Rồi cái bộ 6 cái này nha. Đây 6 cái này thì giao lưu bà con có giá là 300.000 đồng. Đây 300.000 thôi nha bà con, hàng bên em bao ship cho bà con mình tặng nhà luôn nha. Bà con mình yên tâm, ở tại nhà là có shipper lại giao tới nhà cho bà con mình luôn. À, hàng tới thì bà con mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Đến mã 5 dê là em có 3 cái dĩa nha. Dĩa màu xanh mặt bích rất đẹp nha bà con. Đường kính này là 20 nha. Cái đầu tiên là mã số, cái đầu tiên là đường kính 20. Màu xanh ngọc bích rất là đẹp, bà con mình xem đây. Đây, hàng này cũng là hàng của Nhật luôn. Bao cho bà con mình luôn nha, bảo đảm hàng của Nhật hết. Làm tất nguyên vẹn 100%, không hề bị nứt mẻ đắp giá chỗ nào. Đây rất là đẹp nha bà con, màu xanh một bích nha bà con mình nhìn đây. Đây giống như màu khoai môn dưới nha. Mã số 5 dê gồm có 3 cái nha, giao lưu bà con giá 600.000 nha bà con. Đây có một cái dĩa lên dưới thì nó lớn nha. Tiếp theo là đến với mã 6 dê. 6 dê này là em có 3 cái dĩa. 3 cái dĩa này cũng là hàng của Nhật luôn. Một cái này đường kính là 24 nha bà con. Con mình xem đây, hoa văn của nó dòm rất là đẹp. Đây bên ngoài dòm còn rất là hay đúng không bà con. Mặt bên dưới đây rất sâu lòng luôn nha. Đây thì hàng này hàng của Nhật thì em mỗi sáng này em cũng like lên clip cho bà con của mình nha. Hàng mình sưu tầm thì bà con mình nhớ đón xem.
săn hàng giá rẻ nha bà con, hàng của Nhật giá rẻ mà rất đẹp nữa nha, làm tích được lạc hết luôn nha bà con. Ba cái này giao lưu bà con có giá là 600.000 nha, 600.000 đồng ba cái nha bà con. Đến với mã tiếp theo là số 7D này thì em có 5 cái dĩa nha, rất là đẹp. Đây 5 cái dĩa hàng Nhật luôn. Đường kính này em đo là 24 nha bà con. Đây dĩa này có đường kính là 24. Bông hoa rất đẹp nha, miệng viền là màu vàng, dòm rất là hay. Đây 5 cái nha bà con. Đây 5 cái đều như nhau. 5 cái này thì có giá là 500.000 đồng thôi, một cái thì có 100.000 thôi nha bà con. Cái có 100.000 thôi. Hàng liền lạc làm tích hết, bảo đảm cho bà con mình luôn. Đây. Nhận xem hàng trước khi nhận hàng. Rất là đẹp nha. Đây mã số 7D. Đây 5 cái. 7 5 cái nha, 500.000. Đến với mã 8D. 8D này là có là cũng 5 cái luôn. 5 cái này thì rất là đẹp. Đường kính này em đo là 19 nha bà con. Đây miệng viền cũng là màu vàng óng ánh luôn, dòm rất là sang nha. Đây bà con mình xem thì đây hàng này cũng là hàng của Nhật luôn nha bà con. Đều như nhau, 5 cái này thì đều như nhau. Bà con mình xem kỹ giúp em. Rất là đẹp nha. Làm tích liền lạc hết. Nhìn rất là sang trọng nha bà con. Đây bà con mình xem giùm em. Đây, ngọc rít nó có chữ gia banh luôn nha. 5 cái này cũng có giá 500.000 nha bà con, mã 8D 500.000 đồng thôi. Đến với mã 9D là có 5 cái nữa nha. 5 cái này thì nó nhỏ hơn tí xíu nha bà con. Cái đầu tiên này là đường kính 13. Đây, mã viền luôn. Hàng này là cũng là hàng của Nhật luôn. Bảo đảm cho con mình hàng của Nhật hết nha. Đây, rất đẹp. Bà con mình cứ về xem hàng, kiểm tra hàng. Đúng đồ, đúng hàng rồi mình mới nhận nha. Đường kính cái này là gần 16 nha bà con. Đây ba cái dĩa, ba cái này và hai cái dĩa nhỏ nha, có giá là 300.000 thôi. Đây mã số 9D, đây giá 300.000 đồng thôi nha. Bà con nào mình xem lên coi like trước thì bà con mình sẽ chốt những mặt hàng đẹp rẻ nha, trước nha bà con. Mã số 10D nha, thì em có hai cái nha bà con, hai cái dĩa, cái nhỏ là đường kính 19, cái lớn là 23. Đây màu sơn rất là đẹp, con mình xem giùm em nha. Hàng này là hàng của anh nha bà con. Hàng này là hàng của anh nha. Đây bà con mình xem hàng này là hàng của anh, hai cái này của anh nha. Hàng châu Âu. Để yên nha, đừng có lắc. Đây rất là đẹp nha bà con. Và ok, hàng của anh nha bà con. Cặp này giao lưu bà con có giá là 350.000 đồng nha. Hai cái 350.000, hai cái dĩa của anh. Đến với mã tiếp theo, mã số 11. Yeah. Đây hàng này là hàng của Tàu nha. Đây có sao thì em báo mình đi gan như vậy, bà con mình yên tâm không hề bị nhầm nha. Cái này đường kính này là 20 thôi. Đây ba cái dĩa. Hàng bên em là hàng sưu tầm nha bà con. Đây. Cho đó nó sẽ không còn được bóng mới như cũ, nhưng mà nó mang tính chất là xưa nha. Đây hàng này là xưa cũ nha bà con. Bà con mình xem kỹ giùm em. Bà con mình hàng sưu tầm lạc làm tích hết. Cái đó là nó tại em chưa vệ sinh nữa thôi. Mình giờ mình rửa này rất đẹp. Đây, ba cái này giao lưu bà con giá 250.000 nha bà con. Đây giá rất là dễ sưu tầm luôn nha. Bao đẹp, bao rẻ cho bà con mà luôn. Đến với mã số 12 nha. Đây là 5 cái dĩa cũng của Nhật luôn nha bà con. Đường kính một cái là 12. Đây, bông rất là đẹp. 5 dĩa ngũ sắc, hoa ngũ sắc. Mọc đế là nó mọc âm trong đá đế luôn nha bà con. 5 cái. 5 cái, 5 cái màu bông hoa khác nhau. Đây như gọi cũng gọi là độc lạ nha, rất dễ sưu tầm. 5 cái này giao lưu bà con giá 350.000 đồng thôi. Đây rất là dễ nha. Rất dễ sưu tầm, 350.000. Bao ship tặng nhà bà con mình luôn. Đến với mã tiếp theo, mã số 13 là em có 4 cái dĩa nha. Đây 4 cái dĩa, hàng này là hàng của Tàu luôn nha bà con. Đường kính một cái là 23. Đây hàng này là hàng xưa cũ nha, rất là đẹp. Đây bao hàng cho bà con mình luôn nha. Đây, những đường nét hoa văn người ta làm rất là đẹp nha bà con. 5 cái. Có một cái thì nó cũng đã bị nhâm cái miệng nha. Đâu có một cái nhâm cái miệng mới vừa thấy rồi. Vậy mình giảm giá cho bà con mình luôn. Đây. Cái nào đâu? Đây, không thấy rồi, thấy nhâm không có. Không phải rồi. Không có đây, nha bà con. Rồi 4 cái nha bà con. 4 cái này. Cái này đây, cái này có nhầm một tí xíu đây.
Chị nó nhăm nhỏ quá nên không thấy rõ luôn nha bà con. Mình để bán 3 cái tặng bà con cái đó đi. Rồi ba cái này có giá là 400 ngàn. 300 ngàn thôi. 300 ngàn luôn nha bà con. 300 ngàn kèm thêm một cái nữa là 4 cái nha. Đây là 300 ngàn đồng nha, mã số 13D. Đây, dĩa này to nha bà con. Dĩa số 14D là có 3 cái nha. Hàng này là 3 cái này cũng là của Nhật. Bà con mình xem bông rất đẹp. Đường kính này là 2 gần 22, thánh 21 luôn đi nha. Đây, mã số 14D, hàng của Nhật nha. Nguyên si, làm tích liền lạc hết. Rất là đẹp nha bà con. Đây, bà con mình xem kỹ giùm em. Rồi ba cái này giao lưu bà con có giá là 300 ngàn đồng thôi nha. Ba cái dĩa này là hàng của Nhật nha bà con, 300 ngàn. Mã tiếp theo là mã số 15, là em có một cái thố hàng thố Nhật luôn. Dòng rất là sang và cổ điển nha bà con. Đây, hàng này là điều hàng của Nhật hết nha. Một cái đường kính khoảng 18 thôi. Hàng này về bà con mình xài rất là sang. Đây, làm tích liệt lạc nha. Rồi, mã số 15D có giá là 300 ngàn đồng nha bà con. Một cái thốt của Nhật. Tiếp theo là đến với mã số là 16D. Là em gồm có là 4 cái chén nha. Một cái chén nhỏ và 3 cái chén lớn. Cái nhỏ đường kính 12. Đây lòng sâu bên trong bà con mình dòm nó rất là đẹp và độc đáo nha bà con. Gớm mỏng nha bà con. Đây. Cái to nhất luôn là 14. Đây còn cái chung là 13, 12, 13, 14 nha bà con. Rất là đẹp. Đây. 4 cái. 4 cái này giá chỉ có 350.000 đồng thôi nha bà con. 350.000 đồng là mình có hàng của Nhật, mình sưu tầm hàng của Nhật rồi nha. Bao cho bà con một luôn, nước men rất là tốt, rất là đẹp nha bà con. Đây, mã số 16D, 350.000. Đến với mã số 17D là em có hai cái tô. Đây, hai cái tô Nhật luôn. Đây, rất là đẹp nha. Đường kính một cái là 16, chiều cao cái tô này là 8 phân luôn nha bà con. Hàng làm tích liền lạc hết. Con mình xem đây. Kiểu nó rất là đẹp nha. Hai cái này giá chỉ có là 250.000 thôi. 250.000 đồng thôi nha bà con. Đây, hàng này thì về bà con mình về cứ kiểm tra hàng thoải mái nha. Hàng bên em thì rất là chất lượng luôn và rất là vừa với cái túi tiền luôn nha bà con. Cho bà con mình sưu tầm. Đến với mã 18D là em có bốn cái dĩa nha bà con. Bốn cái dĩa hàng của Nhật. Đường kính một cái này là 15 phân. Đây rất là đẹp. Để đây. Bốn cái làm tích hết nha bà con. Đây, mình xem kỹ giùm em. Bốn cái. Rất là đẹp nha. Hàng này là cũng hàng xưa cũ nha bà con. Có cái đó mình chưa vệ sinh nó còn hơi dơ. Bà con mình về chà đánh bóng thôi nha. Đây hàng này là hàng xưa cũ rất là đẹp nha, hàng sưu tầm. Giá cho luôn bà con 250.000 nha. Tính 4 cái. 200 thôi anh. Rồi tính cho bà con mã số 18D có giá là 200.000 luôn. Giảm giá tiền cái đó nó hơi bị dơ. Cho bà con mình về mình vệ sinh nha. Đến với mã số 19D là em có 5 cái dĩa nha. 5 cái dĩa hình chữ nhật này gồm rất là độc lạ luôn nha bà con. Hình một cây trúc nha. Chiều ngang này là 10 phân, chiều dài này là 14 phân. Giống như là cái dĩa này giống như là một cái viên đá vậy, người ta làm thẩm mỹ rồi nha bà con, hàng của Nhật nha. Con mình xem đây. Đây rất là đẹp. Giống một viên đá người ta đã đục thẩm mỹ đó nha bà con. 5 cái. Cái chút nha. Liền lạc làm tích hết nha bà con. 5 cái này em giao lưu bà con giá 250.000 đồng nha. Đây rất là dễ mình sưu tầm luôn, 5 cái một cái mình có 50.000 đồng thôi. Đến với mã số 20D. Đây em có 3 cái dĩa của Nhật dòm giống như bánh da lợn luôn, một con xem đây rất là đẹp nha. Một cái vừa thì đường kính nó 19, cái lớn đường kính 20. Con mình xem đây rất là đẹp. Đây, hàng này thì khỏi nhìn bà con mình phải chơi đâu vào đâu rồi nha. Rất là đẹp nha bà con. Đây, cái dưới thì cái to, cái dưới là đường kính 20 thôi. Rất là to. Hàng của Nhật luôn, 100%. Ba cái này giao lưu bà con giá 400.000 nha. Ba cái này rất đẹp nha bà con. 400.000 đồng thôi nha. Rồi, tiếp theo là em có một nguyên một combo nữa nha. Đây, nguyên một combo này gồm có là 11 cái ly. Đây, 11 cái ly nha bà con. Đây bà con mình xem giùm em. Đây, 11 cái ly không có cái nào giống cái nào hết trơn. Đây. Không ai giống ai hết luôn nha. Vậy mới gọi là hàng sưu tầm nguyên bộ luôn. Nguyên bộ cơm lê này của Nhật nha bà con. Cái ly cao và ly cao nhất là 18 phân, đường kính là nó gần 6 phân.
Còn cái ly to là nó đường kính 8 phân nha bà con, chiều cao nó 7 phân, 11 cái, hàng của Nhật 100%, bảo đảm bao cho bà con của mình hết. Rất là đẹp cái bông này đây, cái ly này bông rất đẹp nha. Đây, 11 cái này thì giá nó cũng rất là dễ sưu tầm nha bà con. Đây dần rất là sang. Đây 11 cái này giá giao lưu bà con chỉ có là 300 ngàn thôi, 300 ngàn đồng thôi nha. Đây bà con mình dần đây, rất là sang, không sang là em không lấy tiền luôn. Cái nào cái nấy thì dầm rất là đẹp nha. Đây rất độc đáo, là nó lạ với nhau hết luôn, nguyên một bộ của nó. Đây giá 300 ngàn, mã số 21G. Đây đến tiếp theo là mã số là 22. Đây mã số 22G nha, cũng là nguyên một bộ cung lê hàng của Nhật luôn. Đây bộ này cũng rất đẹp nha bà con. Bộ này hàng này thì nói chung là nó không có giống nhau nha, hàng này nó không có thằng nào giống thằng nào. Bộ vừa rồi đó, hai nó 10 cái cũng không giống với cái bộ này luôn, mỗi cái nó đều có cái nét riêng của nó nha con. Mình xem giùm em rất là đẹp. Bộ này 10 cái nha bà con, bộ lúc nãy là 11. Đây mã vừa rồi là 11 cái. Cái này cái cao nhất em đo luôn nha, là nó 19cm thôi nha. Đường kính miệng là 7 phân. Đây còn cái đường kính này to này là 8 phân nha, cái ly này to mà rất là đẹp, rất là sang mà con xem giùm em. Đây, rất là đẹp nha bà con. Đây, đều có cái nét đẹp khác nhau hết. Đây, một cái cốc của Nhật nha. Đây. Rất là đẹp nha bà con. Mọc đây. Đây, cái này bộ khăm lê này có 10 cái nha. 10 cái này thì em giao lưu bà con có giá là 350 ngàn, mã số 22G, rất là đẹp nha bà con. Rồi đây cũng là tác phẩm cuối clip nha. Bonsai Đạo Nguyên cũng xin mến chào bà con, mến chúc bà con thật nhiều dồi dào sức khỏe nha. Và bà con nhớ đến xem clip trong mỗi buổi sáng, em có like đồ gốm của Nhật nha, giá rẻ cho bà con của mình dễ sưu tầm. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip, em cũng xin mến chào bà con, mến chúc bà con thật nhiều dồi dào sức khỏe nha. Xin kính chào. Thân ái mến chào tạm biệt quý bà con nha, và hẹn gặp lại quý bà con vào buổi trưa và buổi tối tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn và mến chào tạm biệt ạ.